Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Chú Bất Chước Bất Chuột nha. Chào mấy anh em. Chào chú ba. Chào cả nhà luôn. Tiếp tục nữa cả nhà. Anh em tiếp tục đi nữa cả nhà. Ở đây là mình thấy anh mình đi.
ly vài ly. Khoảng mười mấy cây
nó mới tới Thanh Bình, mười mấy cây số nữa. Đổ dầu thêm cả nhà, giờ hết dầu rồi. Rồi 300 ngàn đi. 300 ngàn ha. Chạc nó ra không đỏ kia tới 300 cái thùng lao anh để nó để lỡ. Tiền này giúp ba. Cái khô trang rồi lên đây mấy anh. Đồ ăn chín chưa? Chín rồi, dán chạy tới Thanh Bình ăn cơm luôn. Chạy đi. Chạy vô vô trong gạch đây đậu kín chỗ nào mát mát rồi. Vô tới chổng ăn luôn cũng được. Ê, ông ấy quất 400 luôn được ơi. 400 luôn đây. Ừ. Nhiêu lít mà 16 ngàn, 18 ngàn hả ta? 18 ngàn 580 đồng một lít. Xăng sục dầu sục. Xăng sục 1000 lít thôi vậy. Rồi, cảm ơn. Rồi, 400 ngàn mà không đẩy thùng, không đẩy thùng dầu cả nhà. Lần đổ 200 mấy 300 mấy sàn. Sau ra thì chắc là xách lại nắng cái. Lên đường. Chuyện này đem đó rồi câu cắm theo nó nghe cả nhà ơi. Không có đăng mình chơi bằng lứ này nè, mua lứ nè. Xô mạnh ra anh ba, nuôi xô mạnh ra anh ba. Xô mạnh ra. Tiếp tục cuộc hành trình nữa cả nhà ơi. Tiếp tục cuộc hành trình trên đất Phù Sa. Còn ngày tụi em tiếp tục trên cuộc hành trình trên đất Bình Thác. Mấy cái này là ta nuôi cá không cái nè, mấy này ta nuôi cá bè, nuôi cá ngoài sông, nuôi đủ thứ cá, có được không? Được. Dù khi cá cắp bỏ rồi
sông quê bao năm ta lỡ đã mỏi. Dài dài với này sẽ luôn các bè nhiều. Cái bây giờ đi tiếp tục cả nhà ơi. Ăn xuống đâu? Để bỏ vô đó ai ăn ăn. Anh em đi lấy ra lấy ra đi tới đâu sống tới đó nha cả nhà. Quýnh chuyến này 2-3 ngày mới về. Thuận lợi là 3-4 ngày luôn. Anh nó làm cái cục ấy. Rồi hết chuyến này chú đi chợ. Cả nhà có thương anh em, cả nhà nhớ vô đăng ký và ủng hộ anh em cả nhà ơi. Bây giờ đi làm ăn nó cũng khó khăn quá, anh em cũng dáng cố gắng để đi để làm. Làm được số clip về đăng lên. Cái này đem ba cái thùng bê thêm nhiều lắm nha. Mình có gì mình qua bánh mình kiếm cá mình ủ luôn nha cả nhà. Bể con qua đó luôn đi dựng ba. Cơm cái gì tính cả nhà. Chuyên hụt vịt thôi vậy? Có hụt vịt không? Chuyên vịt trứng thôi. Có anh. Bây giờ bỏ ra mà cho em cầm. Chuyên lên bữa cơm với cái ghế hả? Chuyên lên vịt trứng thôi. Con để lộn lộn giờ có mấy đường cũng kiếm luôn. Cái này nước lớn nè, nước chảy ít nè, không chịu tranh thủ đi vô chứ. Mình đi vô chỗ bơm nước cái bữa mình về mình gặp bơm nước nó bữa nay chắc cạn rồi ta. Ghé là có ít. Ghé là có ít có cua gì không làm đặng cá mắm đồ kiếm mớ đặng chịu ăn. Nha. Ghé đó nha. Ừ. Ghé chăng. Thành phố buồn nhớ không em? Trên tính ăn cơm luôn nè. Nó chuối nè, cà na ăn hết trơn luôn nè cà. Chá là còn chú bự hơn này nữa. 24 trái gì đó. Ăn sạch trơn luôn, quất thêm một chai 7 úp nữa. 18 24 hai cái đó. 24 trái ở này nhà bà bảy được á. Ừ. Thêm hai ổ mì, ba hai ổ mì nữa chứ. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mời cả nhà ăn cơm cho anh em nha. Cơm. Cơm cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm. Chiên thêm vài cái hộp vịt. Cái thảm chất người đi thảm chi cuộc sống kiếm tiền. Trời đứng cầm rồi, cháu ăn cơm. Cơm đi tiếp tục cả nhà. Lên đường cuộc hành trình trên đất Đồng Tháp.
không ngon nghĩ được. Mời cả nhà ăn cơm. Sông nước hữu tình không cả nhà. Mấy cái ghe mình đó là mấy cái ghe đó là người ta mua cá đó cả nhà. Cá ba sa. Chỗ này thì mua tưa đặt đang bơm nước vô làm cá. Ở đây là ngoài sông. Mua tưa bơm trực tiếp luôn. Bơm hoài lên luôn. Bơm bên cá. Cá lồng trong. Mày cứ mua cái bột kìa. Chắc cũng 20-30 ngàn rồi ha. Ngồi chích vô em. Nước cơm này đứng, nước cơm này dòng. Đứng dòng. Đang dòng ở ra đây nha. Vô trọng rồi ghé ngay chân chỗ mà bơm nước đó rồi ghé chỗ đó làm bậy mắc bạn mớ cá, có cá không mắc bạn mớ đi hả 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 chạy vô trong phú đi dài vô trọng nghe cả nhà ơi. Có chỗ nào mà anh em dừng chân làm được thì cứ làm nghe cả nhà ơi. Cả nhà nhớ theo chân anh em qua bên Đồng Tháp bắt cá nữa nghe cả nhà ơi. Bây giờ thì trên con đường đi này em cũng quay lai gai về cho cả nhà xem. Tới đây anh em cũng xin tạm kết thúc clip này. Vô trỏng em sẽ quay dài em thêm cho cả nhà xem cả nhà ơi. Em cũng xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà.